Hello, xin chào mọi người, mình là Phúc Sài Gòn Độ Xe quận 5. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm nha. Hôm nay không phải là SH, hôm nay là một chiếc Vario đời 2018. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái lúc mà chiếc xe Vario này tới cửa hàng mình, hình dạng ban đầu của nó như thế hôm nào mình ha. Mình đã nhận một chiếc xe Vario anh khách gửi ở đây để dọn lại hoàn toàn mới chiếc xe này luôn. Ở đây chiếc xe này Vario này rất là cũ rồi. Mình sẽ tiến hành dọn từ đầu đến cuối. Đầu tiên là dàn áo, mình sẽ lên màu đỏ candy nè. Dàn chân thì mình sẽ sơn lại. Đó, chiếc xe này mình sẽ dọn hoàn toàn mới luôn nha. Rồi camera quay xung quanh chiếc xe trước khi dọn và sau khi dọn nó sẽ như thế nào thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nè. Đầu tiên thì nhìn chiếc xe này rất là cũ rồi. Đó, phần dàn áo thì nó cũng bể rất là nhiều, thì mình sẽ khắc phục lại cho anh khách nè. Đó, tiếp theo là dàn mâm. Mâm thì nó đã chảy hết sơn rồi nè mọi người. Đây, mâm này chảy hết sơn rồi thì mình sẽ sơn tính điện lại cho anh khách luôn. Đó. Rồi phần ổ khóa. Ổ khóa thì mình sẽ thay luôn cái khóa smart key nha. Đây. Khóa này mình sẽ thay luôn ổ khóa smart key. Rồi phần đồng hồ thì mình sẽ làm cái mod led lại. Rồi, mọi người sẽ chờ xem kết quả chiếc xe này hoàn thiện sau 2 ngày nha. Và sau khi mình đã dọn lại chiếc xe này thì hình dạng của nó đây. Mọi người có thể xem xung quanh nè. Bây giờ camera sẽ quay xung quanh cận cảnh từng chi tiết. Sau đó mình sẽ giới thiệu đến mọi người mình đã làm gì trên chiếc xe Vario 2018 này nha. Rồi camera quay từng chi tiết cho mọi người xem. Rồi ok. Mọi người đã xem chiếc Vario này. Chiếc xe này thì mình sẽ dán phần đỏ candy kết hợp màu đen và màu trắng chủ đạo. Chiếc xe này mình sẽ phối 3 màu ha, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Đầu tiên nổi bật nhất mọi người có thể xem đó là phần màu đỏ. Đây là mình sẽ dán màu đỏ candy nha. Ở đây mình dán chất lượng như sơn luôn nha mọi người. Không thể phân biệt được chiếc xe này dán hay là sơn đâu. Đó mọi người có thể xem. Rồi tiếp theo dàn chân. Dàn chân của chiếc xe này thì mình đây em có thể quay dàn chân. Dàn chân chiếc xe này mình sẽ sơn tĩnh điện nha. Sơn tĩnh điện màu trắng kết hợp nguyên một bộ ốc full titan luôn. Đó mọi người có thể xem chiếc xe này rất là đỉnh cao. Về phần thân xe thì mình kết hợp bộ tem. Đó mọi người có thể xem nè. Đó 150. Mình điểm hai bên cánh này bằng màu trắng ngọc trai nha. Ở đây mình dán hết nha mọi người, không sơn mà mình dán đề can lên cho chiếc xe nó đẹp hơn. Thời gian cận Tết này mình dán rất là nhanh. Một con xe đẹp chỉ khoảng trong ngày là có thể ra một chiếc xe rất là đẹp như thế này. Đây ở phần thân xe thì mình kết hợp bộ tem Vario nè. Rồi mình điểm nhẹ thêm cái tem nhỏ Olin nè. Đó chiếc xe rất là đẹp. Rồi em quay xuống đây. Ở đây là mình sẽ thay bộ cái ốp lọc gió nè. Ở trong mình sẽ thay lọc gió độ luôn nha. Đó kết hợp thêm cái tem titan luôn. Phần lốc nồi thì mình sẽ sơn combo tĩnh điện luôn nha. Phần nào sơn thì mình nói sơn, phần nào dán thì mình nói dán ha. Phần xe thì dàn chân thì mình sơn full luôn tĩnh điện màu trắng và màu đen kết hợp. Đó rồi em xoay qua đây, bên đây mình làm gì. Rồi dàn ốc titan thì full rồi, từ trước ra sau thì mọi người biết ốc titan thì mọi người trước giờ đã biết nhiều rồi ha. Phần che cánh nước thì mình cũng dùng che cánh nước độ luôn nè. Đó cho chiếc xe nó nổi bật thêm. Bên này mình cũng tem Olin nha. Đó thêm một cái tem như thế này. Vario chạy dọc từ đuôi xe lên tới phần thân xe luôn nè. Đó. Rồi yên thì mình bọc lại chỉ đỏ nè. Đó nhẹ nhàng đơn giản thôi. Tay sắt mình sơn tĩnh điện luôn. Đó. Ở đây là đen bóng nha mọi người. Phần tay sắt thì là đen bóng. Rồi em quay vô đây. Chiếc xe này là chiếc xe 125 thì cửa hàng mình đã độ lên ổ khóa smart key như zin nha. Ổ này là ổ SH nè mọi người. Đó. Khi mình bật khóa lên thì ở phần này đồng hồ mình đã mod led ở trong thành màn hình màu luôn nha. Đó. Mình kết hợp thêm miếng dán titan tạo thêm cái vẻ đẹp cho cái mặt màn hình đồng hồ. Đó. Rồi
Phần gương thì không thể thiếu rồi, đây là gương H2C nha. Đó, gương H2C. Phần gù, em quay xuống cái gù. Ở đây gù nè. Gù ở đây là gù carbon luôn nha. Đó, cái gù rất là chất lượng, mình kết hợp thêm một con ốc titan. Đó, rất là đẹp. Rồi. Mình đã nói sơ qua về tất cả những gì mình đã làm cho chiếc xe Vario này, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Mọi người muốn dọn xe, độ xe thì ghé qua cửa hàng 133B Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, độ xe quận 5. Xin chào, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.